xuống sông nhất quá chịu nổi xuống sông nằm vậy đó, nằm cho nó qua cân nhất cho nó vẽ được giờ nào vẽ vậy đó. Người mình không có ngờ xuống lặn với chừng nào nó phình lên luôn mà nó không chìm xuống. Tại vì lắm nhà có con người là vô hạn mà. Ở chị nổi lại cho nó em, chị nổi theo dòng nước á hả? Chị nổi. Chào cô bác anh chị nha. Thì theo cái hành trình gông gũi của mình hôm nay, tiếp tục mình lại di chuyển qua huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để tìm đến nhà của chị, một chị hơn 40 tuổi có một cái năng lực đặc biệt, đó là có thể nổi trên mặt nước. Đây là một cái con đò hôm nay đưa mình qua cái xã Thạnh Phú để tìm đến cái nhà của chị. Dạ, sau một thời gian qua phà chạy hơn 15 phút để tìm nhà đến nhà của chị Xuyến với lại anh là chồng của chị. Dạ, em chào anh với chị ạ. Hôm nay thông qua mạng YouTube thì biết được anh chị có khả năng đặc biệt, đó là nổi trên mặt nước phải không chị hả? Chị năm nay bao nhiêu chị Xuyến hả? 38 thôi. 38, dạ. Em chào chị. Dạ. Chút xíu nữa chị có thể biểu diễn cho tụi em xem được không? Được. Dạ. Ủa sáng nay lúc nãy đi kiếm thấy chị đi bán đồ hả? Bán rau mới về mất lục hành vậy đó, ngồi trong bếp lục hành. Dạ. Dạ mọi rồi. Bằng tối ngày. Dạ. Nghĩa chưa hề nghĩ được như bán cái này nè, rồi rồi. Tại bữa nay sáng múc á. Dạ. Người ta bên đây múc nè, cái dân cái nhà dơ quá, dơ rồi xếp nhẫn mất lao chùi á. Dạ. Nào mà mình phát hiện ra được cái năng lực đặc biệt của mình chị hả? Tại vì chị vô vô dạ bệnh á, cái mà bệnh cô bệnh á mấy năm trước bệnh cái mặt này nhất nè. Dạ. Hồi lúc chị bệnh đó là chị 18 tuổi. Chị rồi, bệnh năm 18 tuổi hả? Nhất cái mặt này nè, rồi cũng như đau hoài vậy đó, rồi ông xã chị cũng lo điều trị, cũng tốn tiền tốn bạc lắm, mặn như là lo chân lo bệnh đúng không? Rồi ghét rồi mòn mỏi uống thuốc ghét rồi, nói chung là hết tiền điều trị không có năng điều trị á, mình uống thuốc nam không có tiền thì mình đâu có đi hỏi ai được đâu, dùng kiểu sống cảnh bằng mướn nữa, rồi đi uống thuốc nam thời gian thì chị không nổi, rồi nhức quá thì chị không nổi, nhức ôm đầu vậy nè, chị xuống sông chị nằm, chị buồn quá xuống sông nhức quá chị không nổi, xuống sông nằm vậy đó, nằm cho nó qua cân nhất cho nó vẽ được giờ nào vẽ vậy đó. Người mình không có ngờ xuống lặn với chừng nào nó phình lên luôn mà vậy nó không chìm xuống vậy, tại vì lắm nhà không mà. Năm đó là chị bao nhiêu tuổi? 18 tuổi chị nói đó. Không, lúc bệnh đó thì 18 tuổi, lúc chị phát hiện nổi thì năm nay chắc cả 5-6 năm 7-8 năm gì đó. Rồi chị nằm ở dưới thấy nó khỏe hơn hay sao? Nằm cái nó hết cân nhất cái chị lên, chừng nào một ngày nó lên cân nhất con lần à, chứ không phải nhất tối ngày nha. Trong một ngày sẽ có một lần hay sao? Một hay một lần. Hiện giờ cũng như vậy hay gì vậy? Giờ uống thuốc cũng vẫn uống vậy đó. Nhưng mà khoảng bao lâu thì nó sẽ lên cơ nhất chị? Nhiều khi đang bán ở trên chợ lên cơ nhất cũng bỏ đồ. Bỏ đồ lại cái sạc, mình về mình xuống nước. Không có, lại sạm ta nằm lên dạ, ta nằm cho nó nằm nghỉ cho nó qua cơ nhất. Em tưởng đâu chị xuống nước chị nằm. Không có đâu mà nghỉ. Còn ở nhà thì mình xuống sau mình ngâm vậy đó. Dạ. Ngâm thì nó khỏe. Mà nó nhức trong vòng nửa tiếng đồng hồ là nó nghỉ. Mình nhức xiết xiết chịu nổi nó giật cái đầu. Vậy là có cơ nhất. Nó ôm nguyên cái canh hàm vậy đó. Dạ. Hoài. Thành thử ra là chị mới xuống nước chị nằm thử trà đo chứ chị không biết là mình nổi trên mặt nước. Không, đâu biết đâu. Tại vì nó nóng nhất trong mình rồi, nó nóng quá. Chị không nổi rồi xuống dưới sông. Nói chung là xuống chứ cho nó chết là chết sống gì cãi nó đi. Không có còn nghĩ gì cuộc sống. Buồn nhưng mà tại sao lúc mà như lúc mà nhức đầu thì chị không nghĩ là cái cách nào uống thuốc hay là sao mà chị lại? Chị uống thuốc mới đầu thì chị đi bệnh viện thành phố điều trị cắt bệnh viện ngoài rồi mà nó không hết. Không hết thì cái gì người ta mới chỉ đi ra bác sĩ Hòa ở ngoài thành phố, ngoài biên Hòa nữa. Dạ. Rồi điều trị ngoài là được 4 năm. Cái tự nhiên cái nó phát nhức lại, uống ông hàng ngày vậy đó. Cái tự nhiên nhức lại cái điện ra cho ông. Điện nó bác sĩ ơi sao bây giờ nó lên cân nhức vậy đó. Ông nói giờ thăng liều lên, một ngày uống 2 lần. Bây giờ uống 3 lần. Uống 3 lần nó cũng nhấn lên cân nhức. Cuối cùng muốn đi điều trị nó cũng đâu có tiền đâu. Tại vì ảnh đi bằng mướn, bằng điên thì ảnh đi chống hành. Hành đó đó. Anh đi nhau hành mướn người ta. Nhau hành mướn. Rồi cuối cùng là nằm là hết nhất. Rồi nó qua cơn thì mình lên vậy đó. Dạ. Qua cơn nhất thì mình lên mà không ngờ nó nổi. Cái đầu cái sớm tao mới làm người ta coi. Kỳ lạ ha. Là khoảng chị nằm ở dưới nổi khoảng bao lâu? Nằm nhà nào nó cũng nổi hoài vậy đó, nó không chìm. Không chìm mà. Trước đây chị có biết lội không? Biết lội.
Nhưng mà chị không có hoạt động gì chứ. Có nhìn trong vô điện thoại dạ, dạ, chị đâu có lợi đâu. Dạ. Chỉ là chỉ nằm cái tay đúng không? Chị thấp tay nhìn em Phật nhìn. Thì nhìn nằm ngủ nhìn ha. Nghe như nằm ngủ. Rất hay, rất kỳ lạ. Chị còn mai giò mà cứ biết. Dạ. Hai cái chân mình. Nói chung là vậy là rất hay ha. Tại đây dép chị mang lúc này cũng xong chưa kia gớm xinh lắm. Rất là. Chị mang dép mới được. Là trước đây thì chị có nổi không? Lúc mà từ 18 tuổi trở về trước á. Chị đâu biết đâu. Giờ chị chưa có thử luôn phải không? Không, đâu biết, lúc bệnh nè mới biết. Trời ơi. Ở đây là đang ở trên một cái chiếc vỏ lãi. Và đó là cây cầu bắc qua chiếc vỏ lãi này. Thì chị Xuyến sẽ lên đây. Và trên cái cầu đó là người mà hành trình chung với mình trên cái đoạn đường đó là Gông Gũi Miền Tây. Cái cầu này là thường ngày chị Xuyến khi mà mỗi khi mà lên cơn đau đầu thì chị Xuyến sẽ xuống cầu đó để mà nổi ở trên mặt trên cái con sông này. Vì cái đường ở gần nhà của chị Xuyến hôm nay nó múc rồi nên thành thử là chị Xuyến phải đi với mình qua bên cây cầu này. Đem xà bông theo tắm luôn hả chị? Ủa sao chị không dám đi cầu khỉ à? Tắm mà đi cầu khỉ chi nữa? Không có dám leo cầu. Vậy hả? Tại vì cái bến của chị có cái cầu á, cầu đi bình thường mà xính múc bút gần nay nè. Múc vào bên bển rồi có số đồ hai chị. Cái xính á. Chị có mang dép không? Không. Gớp chết luôn. Xuống sông gớp, bây giờ chị xuống sông. Nhưng mà ba tại cái bệnh của mình nên bắt buộc mình phải xuống sông hả chị ha? Có, tại bển này cầu bắt tới ngoài sông luôn. Đâu có xuống xịn. Ây dạ. Ở đây tại nó lúc xịn chứ không đâu có xịn. Bên chị không có xịn. Sông này gọi sông gì chị Xuyến? Có gành đâu à. Cái đó cái cồn cái cồn ở đây lên à. Đâu chị từ từ chị lội ra cái gì hả lội ra có chuyện đinh dưới nha chị thôi bà bỏ luôn nó đế ngoài nè tỉnh không ngát chết luôn cẩn thận chị. Có khi nào lúc trước nó có tấm có cực gì không? Không, cái cầu bắt mua tới mà xong rồi nè, nó cầu lên đó. Dạ. Ở bên bển có cái cầu. Rồi lỡ cái cầu rồi bán xong tấm đâu có chính xịn đâu. Không chị nổi qua tới kia luôn mà có sao đâu. Tại vì đâu có chính đất đâu, bởi vì cái đâu có biết dơ đâu. Còn qua đây không có cái cầu lỡ thấy ghê quá, gớp quá. Thôi nha, chị hy sinh vì nghệ thuật nha. Chị thấy nãy Diễm ở chị Xuyến. Chị Xuyến thấy hoài lộn hoài ta. Nước bây giờ nó hơi đục ha chị ha. Xuyến đang bị xuống sông. Chị ơi. Thôi mọi người xem chị Xuyến nổi trên mặt nước nha. Tới đây lặn được quay chưa? Dạ được. Đó sâu chưa chị? Sâu lúc tí hoài. Lúc đầu chưa chị lặn xuống nữa ấy. À vậy người ta mới tin là ở đó là chị nổi được. Mà lặn không được mới lặn xuống là nổi lên đó. Rồi chị nổi rồi chị. Trời ơi. À mọi người thấy chị nổi bình thường không? Cái đôi dép vẫn còn nhô lên luôn. Nó hai cái tay chưa, đặc biệt là hai cái tay của chị căng lên trên. Đó nổi hai, nếu như mà thả tàu thì hai cái tay đâu căng vậy đó. Hai cái tay thẳng băng luôn. Ừ. Đó đôi dép còn lú hai chiếc dép. Ừ. Đôi dép thôi kìa. Chị nói là nếu như mà sợ sình lắm nên là nữ phải mang dép đi ra ngoài đó luôn. Trời ơi, nói lình bình thẳng hai tay hai chân luôn. Có nghĩa là giống như nằm trên nệm vậy ha. Chị ló được nổi hàng giờ trên mặt nước mà không chìm á. Ngoại trừ thuyền ghe tàu đi lại nhiều sóng đánh thì bị ngợp nước. Mình đứng đây mình quen hoặc là chị thả trôi là tới dưới kia luôn á. quá kỳ lạ ha. Quá lạ. Khả năng của con người là vô hạn mà. Ôi chị nổi lại cho nó em, chị nổi theo dòng nước á hả? Chị nổi gần đây được. Sao quá. Cái đó là chị lội đó chứ không phải còn nổi nữa nghe. Này chị lội lại cho gần mọi người, ở xa quá mình thấy không có rõ. Mà chị lặn nó cũng nổi lên đó, chị lặn khó chịu lắm. Chị lặn không được mà. Lặn lên là cứ nổi lên vậy hả chị?
giống như một người nàng tiên cá. Ủa chị lặn xuống là nó cứ nổi người lên. Nổi lặn xuống được ha. Đâu có chìm được đâu. Dạ. Chị lên phía bên trên đây chút xíu cho gần hơn chút xíu cái chị. Đó chị ngửa lại ra chị xuyến. Xích xích lên này. Để đi qua bên đây cái đã. Vì lý do. Trời ơi. Thì lạ quá. Hai tay thẳng, hai chân thẳng luôn. Lạ quá trong ngủ bên đây. Chị đang niệm Phật. Đi qua đây mới được. Để xem cận cảnh cho cả nhà xem. Chị chắp tay lên phía trên. Hai cái chân nó lên tình lên tình đó. Chị đang nổi và niệm Phật đấy. Chừng chút cây chị ơi. Trôi theo dòng nước mà, cứ trôi theo dòng nước vậy đó. Cứ khi mà nước chảy xuống thì đánh thì chịu không nổi. Nó ập vô chân mũi nó bị ngập. Lâu lâu xuống nước mát không chị? Mát. Ồ chị đang đứng ở trên nước hay là tự nổi hả? Này con đụng đất rồi. Đụng đất hả? Nè tôi còn nó xếp bằng nữa nổi nè. Xếp bằng này hả? Hai cái chân xếp bằng nổi luôn. Hai cái tay mình đưa ra trước được không chị? Xếp bằng vậy đó. Đó. Hai cái tay vịn vô hai cái đầu gối đó. Vô đầu gối đó, thả lên bên. Kỳ lạ ta. Giống như một bức tường nổi á. Phi thường thiệt. Kỳ lạ ha. Bình thường nếu như mà chị để cho nó nổi luôn là khoảng bao lâu? Thì không có nước không xong đó thì nằm hoài vậy đó, bình thường vậy đó. Vậy hả chị? Tại vì nước nó trôi nên chị phải ngồi vậy ha. Trôi quá rồi, trôi mình vô bờ mình lôi lên bờ, lôi về nhà mệt lắm, nhà nào. Có khi nào nó mỏi không chị? Hả? Mỏi á? Không, có cái cũng như mình trôi sao quá mình lôi lên á. Dạ. Có khi nào ngủ quên luôn không? Hả? Có khi nào ngủ quá? Dễ vậy. Bây giờ chị cho nói một lần nữa cho mọi người cùng xem nha. Tại trở lên tại vì chị cũng có. À chị vừa ấy vừa gọi đầu đó. Tàu tới. Ê tàu. Chị không có nghe rồi. Ê. Trời. Cứ trôi vậy đó. Vượt qua trong tàu luôn kìa. Hai cái tay gọi đầu luôn á. Hai cái tay gọi đầu mà cái giò cũng còn đưa lên phải không? Ừ. Quá tuyệt vời. Quá kỳ lạ mọi người. Đây có thể nói là cái điều đặc biệt, cái khả năng mà không thể diễn tả, không thể biết nói làm sao hơn không? Khoa học luôn đấy. Không gọi đầu cũng làm mình lên, không có gì đâu. Dạ. Chị bao nhiêu ký chị xuyến? 80 ký. Mà bạn nói bên đây. Ừ. Em xương không mà không nổi được nè. Không gọi đầu bình thường, đầu bình thường nó không chìm đâu. Dạ rồi thôi chơi vậy mình lên chơi để. Chị bệnh không lâu được rồi nha mọi người, thì cái video mình đến quay cái khả năng đặc biệt của chị xuyến, khả năng nổi trên mặt nước, thì đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha, tạm biệt. Em cảm ơn chị xuyến ha. Nổi khả năng của chị phải nói là đặc biệt, ngàn người triệu người thì mới có một người, không có người nào cũng có khả năng đặc biệt như chị đâu. Thì chúc chị xuyến sức khỏe, mau mau hết bệnh, mà vẫn còn nổi trên mặt nước nữa thì càng tốt. Chứ không phải nổi để mà trị bệnh. Thì đây là ở chị xuyến, mình đang ở trên cái cồn, ở đây là cồn gì chị ha? Này là kêu, ở đây là kêu cồn Bà Hòa. Cồn Bà Hòa, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Nói chị xuyến thì người ta biết, nhưng mà chị nổi thì chưa nhiều người biết lắm. Dạ em chào chị xuyến ơi, mình lên nghe. Mình lên nghe.